Ở nay mình làm cái video là giới thiệu với các bạn kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đây mình đang đeo cái kính thử và cái mắt camera để các bạn nhìn bài này. Đây con K này, các bạn nhìn rõ chưa? Q này, G này. Đấy, đây con, các bạn xem này. Đấy, Q này. Con 10 là cái móc cái dấu chữ thập nhá. Con 10 là chữ thập. Đấy. Con 9 là móc chìa khóa, đấy nó chỉ có hai con đấy khác biệt thôi. Này, 8 này. 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này. À, này. Đấy, nhìn các bạn đi chơi là nhìn như bài ngửa luôn này. Này K này này thì nó có dấu chấm như này này thì các bạn biết nó là con K cơ này. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy chấm như để đánh dấu. Còn đánh sang bên bên trái này là K rô. Đấy, con bên phải là cơ. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là cái cách đánh mình có thể nhìn thấy cả chất luôn này. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? À, này, đây con đánh ở trên cái gạch trên cùng này là biểu tượng của con chất chuồn này, chất tép này, các bác là tép này. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Cho bạn xem hết luôn này. 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, K này, Q này. Đây. Đánh sang bên đây tay trái này có cái chấm bên trái này là con rô này. Các bạn nhìn này, 10 rô này, 9 rô này. Đấy, 8 rô này. Đấy, 7 rô này. Đấy. Thì anh em đây thì tổng kho của bịp làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì đây trước mặt các bạn đây là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Mình là một trong những công ty lớn phân phối về lĩnh vực cầu bạc bịp ở Việt Nam. Thì các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn để mà được test hàng trực tiếp, hoặc mình sẽ hỗ trợ các bạn gửi bưu điện được gửi cuốn xe đò về nhé các bạn nhé. Đây là giới thiệu các bạn cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài này. Bên trong nó sẽ có một cái loại mắt len và một cây đeo. Còn cái này thì để anh em đi chơi xa anh em đem theo. Thì với cái Mỹ 9D nhìn xuyên bài này có cái ưu điểm nó là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cuộn mắt này. Bởi vì nó làm từ chất là silicone gọi là siêu mềm luôn. Đấy. Và bền, độ bền là cực cao luôn đây. Bền mà mỏng, đeo êm luôn mà nhìn bài ưu điểm nhìn bài siêu nét. Đấy. Đây, khi các bạn chơi thì các bạn đeo kính, các bạn đặt lên cây đeo như này. Đấy. Là các bạn ấn vào mắt là có thể mình có thể là nhìn thấy bài như vừa rồi. Đấy. Lét hơn 10 lần như vừa rồi, bởi vì là lúc nãy vừa rồi là mình dùng cái kính thử như này. Đây là cái kính mắt thử này. Để mình đeo vào camera, còn khi các bạn đeo cái kính thật này thì các bạn sẽ nhìn bài rõ gấp 10 lần luôn. Đấy. Đứng từ xa 2 mét là nhìn thấy bài rồi. Với cái kính này thì đeo rất là bền luôn, có thể vài năm. Đấy, khi có rất nhiều cái câu hỏi đặt đến cái bên nhà mình, có nghĩa là bài phải kèm theo nó không, mình khẳng định luôn là bài là phải đi kèm với kính thì mới nhìn được, còn bài bên ngoài là không thể nhìn được. Đấy, cái thứ hai nữa là các bạn khi bạn đeo cái này các bạn không mà sợ đau mắt hay là sợ bị hỏng mắt gì, bởi vì có những khách hàng mình đeo 4-5 năm nay vẫn dùng bình thường và bản thân mình cũng đã đi chơi bao nhiêu năm nay cái này rồi, các bạn yên tâm hẳn nhé. Còn bây giờ cải tiến là cái kính thằng này nó càng hiện đại hơn, nó càng êm hơn. Đấy, thì cái mẫu kính thì mình nhìn rất là nhiều mẫu kính đấy, và như tiêu biểu của mấy cái kính như kính nhôm như này là kính của Nhật Bản này, và kính hộp Mỹ hộp gỗ kìa, đây là những kính rất là bền từ ngày xưa rồi. Còn cái mẫu bài, về tất cả cái mẫu bài trên thị trường các vùng miền địa phương thì bên mình đều cung cấp. Đây là những cái bài này, xanh WK 2001 này, bài 2019 này, bài trắng ở khu vực Bình Dương rất là chơi cái bài này, bài được đô la trắng đô la vàng đấy. Còn cái bài này, 2001 thì bánh cống theo cây kết cấu như này. Đây. Rồng đỏ này, rồng vàng này, đấy, kim cương này. Và đặc biệt các bạn ở nước ngoài thì mình còn có thể làm đặt theo yêu cầu, và có những cái sản phẩm như là những bài nylon này, bài nhựa này, bài nhựa xanh này, bài đây, nhựa đỏ này. Đây là bài Royal đấy. Rất nhiều anh em chơi bài nhựa này. Thì đây là cái bài mẫu bài sạch quà. Đây, mẫu bài sạch quà ở miền Tây chơi rất là nhiều, mọi người có này. Đấy, thì mình có hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn muốn mua hàng trực tiếp của những cơ sở lớn và được để được giá rẻ và hàng chính hãng thì bạn alo trực tiếp cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đấy, thì các bạn nhìn cửa hàng mình biết đây chỉ là một cái góc nhỏ xíu để mình trưng bày để mà mình quay cho các bạn xem thôi. Còn những kho này rất là lớn về hàng hóa, không thể thiếu gì luôn các bạn nhé, không thiếu cái gì luôn cho bạn lựa chọn. Các bạn qua trực tiếp hoặc là các bạn mình sẽ hỗ trợ gửi đường video xe đò với các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn xem video.
Xin chào tất cả các bạn nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC700. Đây là quý vị trang trên lề một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK900. Được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy. Và CVK680S. Được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hãng nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc có trên 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong miền Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài báo và cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt báo đây. Đấy. Môn bài liêng. Máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm. 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn có thể tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo và người ta cắt gì là báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7 đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ gần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC700 mới nhất hiện nay luôn. Kép cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt là báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh 6 lá là ở trong miền Nam chơi là chia 6 lá.
cho các bạn xem này. Đây bài 1, 2, 3 máy báo ạ. 3 này, đây là nhà đúng nhất này. Đấy. Đây là 9 năm. Đấy, chia là xếp này là 9 năm. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này. Những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi, tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1, 2, 3 này. Nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đấy. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy đánh bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy. Test cho các bạn luôn môn bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Đây đặt bài dọc này. Ba, mình vào ba bốn người chơi. Đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này. 1, 2, 3 này. Nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn. Báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này. Đấy. Tăng 5 người chơi này. Khi có người ra vào, các bạn bấm cái lương lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây, đây là máy bài tầm trung. Còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung, mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo số điện thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này thì nó sẽ không được báo quát hết được. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp làm những video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này, các bạn đi đến bất kỳ cái sân chơi nào, các bạn chẳng luôn cho tôi một cái bộ bài như này là các bạn có thể chơi được, bịp được luôn, nhìn cái bài như bài ngược luôn. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bạn cái kính áp tròng của Mỹ 9D nhìn xuyên bài và cái kính hộp nhôm của Nhật Bản và kính hộp gỗ của Mỹ. Đấy, đây là ba cái sản phẩm là bán rất là chạy và hiệu quả, độ bền cao của bên công ty của chúng tôi. Tôi thì có hai trụ sở chính, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình để mà nhân viên tư vấn, mà các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng test luôn. Đấy, thì đây. Đây, trước mặt các bạn này kính Mỹ 9D này. Đấy. Nhập khẩu từ Mỹ này. USA này. Đây, bên trong thì có chứa một cái
nó đựng cái mắt len, mắt tròng và một cây đeo, cây đeo kính nhé. Còn đây cái hộp này mà các bạn đi xa thì các bạn đụng vào nó. Thì cái cách thức chơi của cái kính này rất đơn giản thôi. Còn nó có thể nói là cái đồ bịp hiệu quả nhất và dễ chơi nhất. Thì đây mình sẽ giới thiệu qua cái cấu tạo của cái kính này. Thấy bên trong cái lọ kính này các bạn dùng cái tăm bông máy này, các bạn lấy ra này, đây. Đây là cái kính áp tròng để các bạn đeo mắt này. Đấy, thì có nhiều bạn là câu hỏi là màu như này thì đeo mắt có lộ không ạ? Mình sẽ khẳng định luôn các bạn là khi đeo mắt là nó trùng với màu mắt luôn. Cái cách đeo rất đơn giản này. Đây các bạn chỉ cần đặt lên cây đeo như này. Đấy là bằng lụa nhá. Đây là hai cái mặt đây. Mình sẽ rửa lụa cho tách ra này. Đấy. Nó bằng lụa thì nó rất là bền luôn đây. Các bạn nhìn kỹ này. Khi các bạn để như bạn úp thẳng mắt thì nó sẽ tự động nó khớp vào cái mắt của các bạn để các bạn nhìn bài. Nhìn bài là như bài ngược luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính này và cái camera để các bạn thấy khi mà các bạn nhìn bài nó sẽ như nào nhé. Đây. Thì đây là một cái bộ bài double cao hoàn toàn là bình thường khi mà chưa đeo kính áp tròng. Đấy. Bây giờ mình sẽ đeo kính áp tròng vào cái mắt camera khi mình đang quay nó sẽ nhìn như nào. Tất nhiên là thì là khi mà các bạn đeo vào mắt của các bạn sẽ rõ gấp 10 lần khi mình đeo cái kính thử này vào cái mắt camera nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét này. Các bạn nhìn thấy đây là ông ca này. Đấy, mình sẽ cho bạn xem này, quy này. Đấy, con gì này, con 10, 10 là cái dấu cộng này. Đấy. 9 là cái móc chìa khóa này, chỉ có hai con này khác biệt nhất thôi. Đấy, 8 này. Các bạn nhìn chưa? 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, A này. Và một cái điều đặc biệt nữa, cái này có thể phân được cả chất luôn các bạn nhá. Đây mình sẽ lấy cho các bạn bốn con chất ra khác nhau này. Để mình chỉ cho các bạn này. Bốn con ca đi. Sẽ lấy bốn con ca có chất khác nhau này nhá. Để mình chỉ cho các bạn nhá. Khi các bạn chơi các bạn nhìn chất là rất là ok, dễ luôn. Đây là con chuồn này và một con đây. Sẽ lấy bốn con ca đi. Đây. Cho chỉ các bạn xem này. Đấy, sự khác biệt này. Con bích thì là nó sẽ không có một cái gì luôn. Đây là con bích này. Đấy. Con này, đây mình đánh dấu bên góc này. Bạn nhìn thấy chưa, cái chấm chưa? Thì là con cơ. Và đánh chấm bên tay trái này là con rô. Và ở trên này là con chuồn, con tép. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi chơi mà các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa này thì các bạn sẽ chiến thắng 100%. Rất là dễ chơi và hiệu quả. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Nhưng mà khi bỏ kính này lại như trở về bình thường này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái lưu ý cho mình này. Khi bạn đi chơi các bạn nhìn thấy bài ngửa này, các bạn áp dụng cho tất cả các môn bài ở Việt Nam. Với cái mẫu bài ấy, thì mình cũng nói luôn là phải đi kèm với kính bên nhà mình nhá. Thì cái sản phẩm kính áp tròng 9D này nó có rất nhiều ưu điểm, đó là đeo mắt êm này, thời gian đeo dài và nhìn bài là siêu nét luôn. Và cái mẫu bài thì các bạn chơi tất cả các vùng miền, các bạn chơi mẫu gì nhà mình đều có và cung cấp cho các bạn nhé. Chẳng hạn như mẫu 2K2001 này là cái mẫu phổ thông thị trường ở Việt Nam. Đấy, bán theo cây như này, đây là một cây 10 bộ như này. Và mẫu tiếp theo là mẫu đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Rồng đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, rồng vàng. Các bạn nhìn thấy. Và đặc biệt các bạn ở đi xuất khẩu lao động nước ngoài chẳng như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc thì bên mình đặt nhận làm riêng. Và có những cái mẫu bài nhựa. Đấy, bài nhựa nước ngoài như này. Đây là bằng nhựa, nhưng mà nhựa nó ni lông nhá. Đây bài xanh này. Những mẫu bài đó là mẫu